chia sẻ với các bạn một kết quả phẫu thuật của một trường hợp mà sau khi sinh đẻ xong hai con thì tuyến vú teo nhỏ thì rất là nhiều và mong muốn rằng cải thiện phòng một. Tuy nhiên thì cũng có rất nhiều bạn bè và người thân cũng đưa ra bạn những lời khuyên không nên thực hiện phẫu thuật, bởi vì có rất nhiều cái vấn đề liên quan đến vấn đề về sức khỏe và liên quan đến cái nguồn gốc của các chất liệu, rồi đặc biệt là về cái tính thẩm mỹ cũng sẽ không cao. Bạn cũng đã chần chừ rất nhiều năm, tuy nhiên thì sau khi mà tham khảo rất nhiều cơ sở cũng như là tại cơ sở trung tâm thẩm mỹ doctory của chúng tôi, và sau khi trải qua một hai buổi vài buổi tư vấn cũng như là xác định cái thể tích sai cũng như là thảo luận các vấn đề liên quan đến vấn đề nguy cơ cũng như là các vấn đề liên quan đến chất liệu cũng như là lựa chọn chất liệu, thì bạn đã xác định sử dụng cái dịch vụ phẫu thuật lưng ngực tại chúng tôi. Và bây giờ thì chúng ta có thể thấy kết quả ngay sau khi phẫu thuật, có thể thấy cũng rất là hài lòng. Bản thân tôi thì thấy rất là hài lòng, bởi vì là có rất nhiều lý do mà khách hàng đưa ra mà chúng ta có thể thấy rằng là nó khó. Tuy nhiên thì kết quả ngay sau khi phẫu thuật như thế này là rất là tốt. Tại sao lại bạn lại có rất nhiều cái chần chừ trong quá trình phẫu thuật trước khi phẫu thuật? Bởi vì thực tế là chúng ta có thể xem cái kết quả cái hình ảnh của trước khi phẫu thuật của chúng ta thì thấy một bạn cũng không phải là cao lắm, khoảng 1m60. Tuy nhiên thì vai rất là rộng. Sau khi sinh đẻ thì cái tuyến vú của bạn nó cũng có chứ không phải là không. Tuy nhiên thì so với cả thời con gái thì nó xẹp đi rất là nhiều. Vì vậy mà so với trước đây thì bạn thiếu tự tin đi rất là nhiều. Bởi vì trước đây thì bạn luôn là một người phụ nữ cuốn hút bởi mình có một cái vòng một rất là hấp dẫn. Tuy nhiên là sau khi sinh hai con xong thì cái vòng một này teo lép đi rất là nhiều. Chúng ta có thể thấy rằng mặc dù là cái tuyến vú nó cũng có, tuy nhiên thì hai bên nó không cân nhau. Bên phải thì nhỏ hơn bên trái một chút xíu. Đây là một trong những cái là rất là khó, bởi vì mong muốn của bạn là một là muốn khắc phục lại được cái tình trạng teo nhỏ của tuyến vú của bạn ở thời điểm hiện tại và muốn căng đầy như thời con gái, và cái thứ hai nữa là muốn đảm bảo hai bên cân đối nhau. Thì trước khi phẫu thuật thì chúng tôi cũng đã xác định rất nhiều cái hình nhiều size khác nhau thông qua hệ thống sử dụng cái hệ thống máy dựng hình 3D AX3 cũng như là sử dụng hệ thống túi sizer. Thì chúng ta có thể thấy rằng là bạn sẽ phù hợp với cả cái túi rơi vào khoảng từ 320, 340 hoặc 360. Chúng tôi cũng sẽ phải tùy thuộc vào cái khoang ngực của bạn, bởi vì cái chiều cao của bạn nó cũng chỉ giới hạn là dưới 1m60, vì vậy mà cũng không thể cho phép là cái túi quá to. Tuy nhiên thì với mong muốn của bạn thì chúng tôi cũng có dự tính là size khoảng trung bình khoảng 340 hoặc là trên dưới đó. Thì ngay sau khi phẫu thuật thì trong ngay ngay trong quá trình phẫu thuật thì chúng tôi bóc tách khoang và tạo khoang, thì chúng tôi thấy rằng là chúng tôi đã xác định rằng là cái ngực ở bên trái của khách hàng chúng tôi đặt 340, nó cũng rất là vừa và đẹp. Vì vậy sẵn sàng đặt cho cái ngực bên phải là cái ngực nhỏ hơn là 360. Thì đây là hình ảnh thiết kế với cái size túi nó khoảng 340 và 300 hai bên. Tuy nhiên ở trên thực tế thì chúng tôi lại sử dụng hai cái size khác nhau. Bên phải chúng tôi sử dụng cái size 360 và bên trái sử dụng 340. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy rằng mặc dù hai cái size khác nhau nhưng kết quả về mặt thẩm mỹ nhìn ở các góc độ khác nhau thì rất là cân đối và rất là đều. Đây là phải có một cái sự chuẩn bị rất kỹ trước về cái việc lựa chọn size túi thông qua hệ thống sử dụng cái túi AX3, hệ thống dựng hình AX3 và sử dụng cái túi sizer. Thì chúng ta thấy rằng là mặc dù cao không cao quá, tuy nhiên thì với cái thể tích vú của bạn trước khi mà sinh đẻ ấy, thì nó cũng đã có rồi. Thế nên là cái lượng da nó rất là giãn, nó đủ giãn để chúng ta có thể đặt size túi to. Và khi đặt size túi to thì chúng ta thấy nó vẫn rất là tự nhiên, nó rất là mềm mại, nó không bị căng cứng như một số trường hợp nữa. Mặc dù cái size nó cũng tương đối to, thì chúng ta có thể thấy rằng là với mong muốn là khắc phục lại cái sự hấp dẫn của người phụ nữ sau khi sinh đẻ, thì chúng ta thấy rằng là
cái size chúng tôi thử cũng như là cái size thực tế ở thời điểm hiện tại nó rất là phù hợp và rất là tự nhiên. Nhiều bạn cũng thắc mắc rằng có thể có sợ hơi to quá không? Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy rằng ở các góc độ khác nhau cũng không phải là to. Chúng ta có thể thấy. Với trường hợp này thì chúng tôi tiếp tục sử dụng cái đường phẫu thuật qua đường chân ngực. Chúng ta có thể thấy nó rất là ngắn và rất là nhỏ thôi, khoảng 3 cm ở phía đường chân ngực, mà sau khi mà cái ngực nó rơi xuống nhỉ, chúng ta sẽ không nhìn thấy sẹo. Đấy. Và chúng ta nhìn ở các góc độ từ bên dưới lên, cái khe nó rất là hẹp, rất là nhỏ. Bởi vì cái size túi nó tương đối rộng nên là nó làm cho cái khe hẹp cũng rất là nhỏ. Và cái quan trọng là cái núm vú nó luôn luôn ở phía giữa của cái bầu ngực. Như chúng ta có thể thấy. Đây là cái chất liệu mà vị khách hàng sử dụng. Vị khách hàng sử dụng chúng ta có thể thấy. Đây là cái cặp túi mà chúng ta sử dụng cho khách hàng. Với tất cả các trường hợp mà sử dụng cái túi chất liệu thì chúng tôi đều trả lại khách hàng cái vỏ túi, đều trả khách hàng cái hộp túi nha. Để khách hàng một là có thể check thông tin so với cả cái thẻ bảo hành. Thứ hai nữa là khách hàng cũng có thể cầm về hoặc là sử dụng hoặc là người nhà có thể xem để biết. Thì cái túi này là cái túi Motiva, cũng tiếp tục là sử dụng cái loại ergonomic. Đây là cái size 340 cho bên trái. Còn đây là cái size 360 cho bên phải. Hai cái size túi này nó cùng cùng một nhóm, tức là nhóm demi, tức là nó chỉ khác nhau về thể tích. Đấy, nó phù hợp với những trường hợp này, cái độ nhô và độ rộng nó gần gần như nhau. Và đây là cái thẻ bảo hành cho khách, thì chúng ta có thể thấy rằng tất cả các thông số của thẻ bảo hành thì nó sẽ trùng với nhau, trùng với cả hai túi này. Chúng ta có hai cái thẻ bảo hành. Bên trung tâm của thẩm mỹ Doc Didi chúng tôi sẽ giữ lại một thẻ, còn khách hàng sẽ giữ lại một thẻ. Ngoài ra thì khách hàng có thể check được cái thông tin thẻ này qua một cái số seri điện tử mà có thể quét qua cái ngực, bởi vì đây là cái loại túi nano chip có thể check được cái thông tin đấy. Đấy. Chúng ta sẽ cùng xem một lần nữa, chúng ta cùng xem được cái hình ảnh của ngực của bạn trước khi sau khi phẫu thuật. Rất là đẹp và rất là tự nhiên. Trước khi kết thúc cái buổi live stream thì chúng tôi cũng sẽ tranh thủ trả lời một số câu hỏi của các bạn. Vâng, có rất nhiều các bạn có câu hỏi, tuy nhiên có lời khen. Tuy nhiên thì có một bạn Hoàng Linh Ninh có hỏi là: em nghe nói làm đường lách thì rất là đau, bác sĩ cho em hỏi là làm đường nào ít tổn thương nhất và không đau? Tất nhiên thì làm đường chân ngực thì ít bị tổn thương nhất, bởi vì chúng ta có thể thấy rằng cái sẹo ở ngay phía đường cái khoang bóc tách để cái khoang đặt túi nên nó ít bị tổn thương hơn rất là nhiều. Thì đây là một trong những câu hỏi mà rất nhiều bạn hỏi trong các chương trình live stream của chúng tôi. Cái thứ hai nữa, bạn Lê Phương Lan thì có hỏi là túi ngực Motiva có ưu điểm gì mà đắt hơn các túi khác? Cái sự đắt hơn thì nó đến từ các hãng, cái giá. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy rằng các túi chất liệu khác nhau nó cũng có những cái đặc điểm khác nhau. Tôi lấy ví dụ như là túi Motiva là một cái túi có cái bề mặt là nhám nhỏ, nó gọi là nhám nano. Còn đối với túi Anacang nó là cái túi nhám macro, cái nhám to. Còn túi Mentor là túi trơn. Về bản chất cái gel thì nó đều là cái gel cohesive, tức là cái gel có khả năng định hình, có khả năng định hình. Tuy nhiên thì theo như các thông số ở bên nhà cung cấp, bên nhà phân phối cung cấp cũng như là trên thực tế thì chúng tôi thấy rằng cái túi Motiva mà cái dạng nhóm ergonomic, mà cái nhóm là khách hàng bên chúng tôi hay sử dụng nhiều nhất, thì nó có độ đàn hồi rất là tốt, có độ mềm dẻo mà chúng ta sờ thì nó có độ căng hơn. Đấy. Và ngoài ra thì so với các hãng khác thì nó có một cái con chip ở trong để chúng ta có thể check được cái thông tin về về chất liệu ngay cả khi đã đặt vào trong cơ thể chúng ta. Vì vậy nó cũng có một số cái điểm khác biệt nên nó sẽ đắt hơn. Đấy. Tuy nhiên thì trên thực tế thì cái túi Motiva hay túi Anacang hoặc là túi Mentor ở thời điểm hiện tại đều là những cái túi có giá trị rất là tốt, có độ an toàn rất là cao và đã được kiểm nghiệm cũng như là đánh giá qua rất nhiều cái cơ quan quản lý có nổi tiếng như là FDA của Mỹ hoặc là ở Việt Nam mình đều có giấy phép nhập khẩu và sử dụng có bằng chứng cả, nên các bạn cũng rất là an tâm. Bạn Trang Lê thì có hỏi là lưng ngực được vĩnh viễn không? Tất nhiên là được vĩnh viễn bạn nhé. Các bạn có rất nhiều khách hàng của chúng tôi thì sau 10 hoặc 20 năm
sử dụng cái túi ngực thì có mong muốn là thay đổi lại cái size túi muốn nhỏ hơn chẳng hạn, thì qua chúng tôi thay đổi cái hạ cái size túi xuống thì cái túi trước đây đã sử dụng mà cách đây khoảng 10 20 năm nó vẫn bình thường, thế nên nó không ảnh hưởng gì các bạn nhé. Bạn Mai Hoàng mới hỏi cơ địa em hay để lại sẹo, nếu làm thì nên làm đường nào để ít sẹo nhất. Một là kiểu gì chúng ta cũng có một cái sẹo, dù là đường lách, đường cuồng hoặc đường chân ngực. Phẫu thuật đường nào thì ngoài cái mong muốn của khách hàng ra thì chúng tôi cần phải xác định xem nó có đúng chỉ định hay không. Đấy. Cái thứ hai nữa là để giấu được sẹo thì chắc chắn là cái đường chân ngực vẫn là cái đường giấu sẹo tốt nhất, bởi vì chúng ta có thể thấy chỉ tư thế nằm ngửa ra thì chúng ta mới có thể nhìn thấy sẹo. Còn các tư thế khác đứng hoặc ngay cả khi bạn không mặc áo chúng ta sẽ rất khó nhìn thấy sẹo. Còn đối với cái trường hợp làm đường lách thì cái nguy cơ dễ nhìn thấy sẹo là cao nhất, bởi vì là ngay cả khi chúng ta mặc áo chúng ta chỉ cần giơ tay lên hoặc là mặc áo 2 giây chúng ta có thể nhìn thấy sẹo rồi bạn nhé. Chúng tôi sẽ inbox trả lời cho bạn Minh Lương nhé. Bạn Đào Phương Nga có hỏi sinh xong ngực chảy xệ thì có lưng được không? Tất nhiên là với những cái trường hợp ngực chảy xệ thì chúng tôi cần phải đánh giá cái mức độ 1, 2, 3, 4 tùy theo mức độ hoặc là cái mức độ giả xa trễ. Bạn thuộc mức độ nào để chúng tôi can thiệp. Chúng ta có cần phải đặt túi không hay chỉ cần treo hoặc phải vừa kết hợp treo và đặt túi. Bạn nên qua chúng tôi để thăm khám và tư vấn bạn nhé. Túi ngực nào tốt nhất hiện nay thì có rất nhiều, như tôi vừa trả lời các bạn thì có 3 cái loại túi phổ biến nhất, thì chắc chắn có một điều là không có cái túi nào là tốt nhất cả, nó chỉ có những cái túi phù hợp với cơ thể của bạn là thôi và phù hợp với cả điều kiện kinh tế của các bạn nữa nhé. Bạn Lê Duy có hỏi sinh con xong được 2 năm rồi nhưng vào bầu ngực vẫn còn sữa thì có lông được không? Đối với những cái trường hợp mà sau khi sinh con mà vẫn còn nhấn vào bầu vào lúm vú mà vẫn còn sữa ấy, thì các bạn nên đi thăm khám bác sĩ để xem là cái tình trạng của mình như thế nào trước khi mà có quyết định về phẫu thuật nâng ngực. Các bạn thường thì chúng ta không cho con bú khoảng một thời gian từ khoảng 3 6 tháng thì gần như là chúng ta không còn sữa nữa. Còn nếu những trong trường hợp mà còn sữa non thì chúng ta cần phải đi kiểm tra nó có yếu tố nguy cơ gì liên quan đến bệnh lý không. Hoặc là chúng tôi cũng có thể tư vấn cho các bạn sử dụng thuốc cắt sữa trong một thời gian là có thể tiến hành phẫu thuật nâng ngực được. Ngoài ra thì làm ngực theo đường lách hoặc đường chân vú thì cũng không ảnh hưởng gì cái việc mà còn sữa hay không bạn nhé. Tuy nhiên thì cái việc mà còn sữa thì nó có thể làm thay đổi cái hình thái vú, do cái sữa nó còn nó làm tăng cái thể tích vú lên và chúng ta không xác định được thể tích vú thực tế. Bạn Mai Hoàng có hỏi về chi phí khi sử dụng túi Motiva. Cái này bên mình sẽ inbox cho bạn. Bạn Nguyễn Mai Phương, vâng cảm ơn bạn, bạn có lời khen. Bạn Mạc Phong, một túi giọt nước thì có đẹp hơn không bác sĩ? Cái túi Motiva Ergonomics là một trong những cái túi dày hình giọt nước bạn nhé. Tức là khi nằm hình tròn và đứng thì hình tròn nước. Bạn nào Hoa Lương thì hỏi bác sĩ cho em hỏi bị thông khe sau phẫu thuật lưng ngực là như thế nào, tại sao? Thông khe tức là cái khoang túi này ở bên phải nó sẽ thông với khoang túi bên trái và chúng ta không còn cái khe ngực đấy nữa, đấy là hiện tượng thông khe. Và trong những trường hợp thế thì chúng ta bắt buộc phải phẫu thuật để tạo lại cái khe ngực bạn nhé. Bạn là Nguyễn Thị Xu thì có hỏi tư vấn cho em, vâng bên mình sẽ inbox cho bạn. Bạn Phan Tố, em thấy các bên toàn nâng ngực đường lách, sao bác sĩ lại đi đường cuồng vậy? Trong trường hợp này thì chúng tôi không sử dụng đường cuồng bạn nhé, mà là sử dụng đường chân ngực. Có 3 đường nâng ngực khác nhau, tuy nhiên thì tùy theo nhu cầu của các bạn và tùy theo cái chỉ định mà các bác sĩ có những cái đường nâng ngực khác nhau. Mình lấy ví dụ như là sẽ còn sinh con nữa thì chúng ta nên đi đường lách hoặc đi đường chân ngực. Tuy nhiên thì mỗi một cái đường phẫu thuật nó có một cái ưu nhược điểm khác nhau. Cái đường theo đường chân ngực theo các nước phương Tây thì nó là cái đường an toàn nhất cho cả bệnh nhân và bác sĩ, ít bị nguy cơ các nguy cơ về biến chứng sử dụng khi mà thực hiện phẫu thuật. Vì vậy mà chúng tôi hay sử dụng. Bạn Nguyễn Mai Phương ạ, ở lồng ngực Harmonic gì khác với các phương pháp khác? Các bạn có thể thấy đối với những cái trường hợp phẫu thuật nâng ngực của hiện tại của cơ sở chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn sử dụng cái keo dán Dermabond để dán vết mổ. Vì vậy mà khách hàng không cần phải thay băng, không cần phải cắt chỉ, có thể tắm ngay sau khi phẫu thuật, hạn chế được cái nguy cơ nhiễm khuẩn từ phía ngoài vào vết mổ vào trong khoang, bởi vì là có cái keo dán ấy nó sẽ bảo vệ cái vết mổ và khoang mổ của chúng ta. Ngoài ra thì cái việc mà chúng ta không cắt chỉ cũng là một trong những cái thuận lợi để cho ít bị tổn thương cái mép vết mổ, nó gây ra sẹo xấu hơn.
Bạn Phùng Tuấn Mây có hỏi em chưa sinh con nhưng muốn nâng ngực thì có sợ đau sau này ảnh hưởng gì không? Đối với những trường hợp mà chưa sinh con thì chúng ta hoàn toàn có thể vẫn tiến hành phẫu thuật nâng ngực được thông qua nâng ngực qua đường chân vú hoặc là đường lách để nó không ảnh hưởng tuyến sữa. Sau này em vẫn có thể sinh con và cho con bú bình thường. Bên tôi sẽ inbox cho bạn Tăng Lữ nhé. Bạn Giao Giao thì có hỏi là nâng xong thì có phải kiêng khem kiêng quan hệ gì không ạ? Bóp mạnh có sợ đau không bác sĩ? Tất nhiên là trong giai đoạn đầu tiên thì chúng ta cần phải hạn chế vận động gắng sức cũng như là những vận động quá mạnh. Còn sau 1 tháng thì chúng ta vận động bình thường và chúng ta mọi sinh hoạt, ngay cả sinh hoạt vợ chồng hoàn toàn bình thường. Các bạn có thể nằm nghiêng, nằm ngửa, nằm sấp hoàn toàn bình thường. Những hoạt động mạnh như dùng tay bóp không ảnh hưởng gì bạn nhé. Trong trường hợp mà có vật sắc nhọn thì có một cũng nguy cơ bị thủng túi. Bạn Thu Võ thì có hỏi là túi la lô chip bên bác giá như thế nào? Có con chip phải không ạ? Cái này bên mình sẽ inbox cho bạn nhé, bạn Thu Võ nhé. Do cái chương trình livestream của chúng tôi cũng đã kéo rất là dài, vì vậy chúng tôi xin được kết thúc cái buổi livestream tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Bất cứ câu hỏi gì liên quan đến phẫu thuật nâng ngực, các bạn có thể inbox tại đây hoặc gửi trực tiếp cho chúng tôi qua fanpage hoặc qua số hotline trung tâm thẩm mỹ Doctor D, địa chỉ duy nhất tại tầng 8 số 5 xã Đàn, Bệnh viện Đông Đô. Xin cảm ơn các bạn và xin chào và tạm biệt.